những chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng. Trăm năm nước chảy đá mòn, ngàn năm tình bạn vẫn còn như xưa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chia tay bè bạn ngỡ vừa hôm qua. 20 năm cũng thật xa, giờ đây ngoảnh lại phôi pha mái đầu. Tu này hẹn gặp lại nhau, thầy xưa, trường cũ, bạn đâu nhớ về. Mái trường ơi, tôi đã về đây, giữa ấm áp vòng tay bè bạn, giữa ánh mắt thầy cô trìu mến, ký ức ngày nào chan chứa yêu thương. Tôi đã về đây với mái trường, nơi thầy cô đã ươm mầm sự sống, đã khơi dậy trong con bao ước vọng, cho con niềm tin, hy vọng vào ngày mai. 20 năm một chặng đường dài, giờ trở lại lòng rức tràn cảm xúc. Nhìn thầy cô những mái đầu điểm bạc, khóe mắt ngày nào giờ đậm dấu chân chim. Nhưng với con trong mỗi ánh mắt nhìn, vẫn vẹn nguyên như 20 năm về trước. Các quý vị đại biểu khách quý, cùng các anh chị cựu học sinh lớp 12D khóa 1995-1998 trường Trung học phổ thông Vĩnh Trân kính mến. Cách đây 23 năm, mái trường Trung học phổ thông Vĩnh Trân được đón các chàng trai, cô gái tuổi 15 cấp sách tới trường và đặc biệt là 51 gương mặt tiêu biểu của lớp 12D. Sau 3 năm được sự dạy dỗ, dìu dắt của thầy cô, những cánh chim bằng đã chia tay mái trường, thầy cô, bạn bè để tung bay khắp bầu trời của Tổ quốc, học tập, rèn luyện và đều trở thành những cán bộ, quân nhân, nhà giáo và nhiều ngành nghề khác nhau, cống hiến cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Để rồi hôm nay đây, những trái tim yêu thương của 12D năm nào lại hội tụ về đây bên mái trường, thầy cô và bè bạn để hàn huyên tâm sự, ôn lại những kỷ niệm thuở học trò. Đúng thật là gặp nhau khi tóc còn xanh, 20 năm ấy tóc xanh nhuốm rồi, hôm nay chân bước bồi hồi, thầy xưa, bạn cũ, ta ngồi bên nhau. Xin được trân trọng gửi tới quý vị đại biểu khách quý, quý thầy cô giáo, cùng toàn thể các anh chị một số tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ gặp mặt kỷ niệm hôm nay. Mở đầu chương trình xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta cùng lắng mình tìm về ký ức ngày xưa qua một nhạc phẩm của nhạc sĩ Cao Minh Khanh với tựa đề Con đường đến trường, ca khúc do Hồng Phi cùng các phụ họa trình diễn. Thank you.
trong bộ phim Xin Hãy Tin Em của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Ca khúc Mong Ước Kỷ Niệm Xưa của nhạc sĩ Xuân Phương nhanh chóng được đông đảo khán giả cả nước đón nhận. Cho đến nay, ca khúc này đã trở thành một nhạc phẩm bất hủ và nổi tiếng nhất dành cho học sinh và sinh viên. Lời ca đầy nghĩa về những năm tháng cắp sách tới trường luôn đem đến cho người nghe sự xúc động mạnh mẽ và cảm giác bồi hồi, nghẹn ngào mỗi khi câu hát: Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại được ngân vang. Hãy biết trân trọng những tháng ngày được sống cùng bạn bè, thầy cô dưới mái trường, bởi đó là khoảng thời gian đẹp nhất, thân thương nhất mà mỗi khi trưởng thành, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể tìm lại được. Xin trân trọng kính mời quý thầy cô cùng toàn thể các anh chị cùng đến với nhạc phẩm Mong Ước Kỷ Niệm Xưa do song ca nữ Như Quỳnh, Kim Phương thể hiện.
Kính thưa toàn thể quý thầy cô, và để tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời quý thầy cô cùng thưởng thức ca khúc Phượng Hồng, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Hoàng. Ca khúc này con đã xin được trân trọng gửi tới quý thầy cô cùng anh chị lớp 12D năm 1995-1998 trường Trung học phổ thông Vinh Chân. Xin được trân trọng kính mời quý thầy cô cùng lắng nghe. Oh,
kính thưa quý thầy cô, kính thưa các anh chị, tháng 9 mùa thu, tháng 9 mùa của một tiếng trường, những tiếng trường của trường đã đều khiến con nào lại chợt nhớ đến những câu hát trong ca khúc Người Thầy của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy. Dẫu đến hết sao trời đêm nay, dẫu đến hết là một thu rơi, nhưng làm sao con đến hết câu nào của thầy. Mong khi nghe lời hát vang lên cho bọn chúng ta tất cả trở dâng lên những niềm xúc động mãnh liệt, làm sao con có thể đến hết câu nào to lớn vô bờ của thầy cô. Thầy cô là người lãnh đạo trí thức, trở thành bao thế hệ học trò cảm thấy tương lai khơi dậy cảm hứng óc sáng tạo học trò. Chính thầy cô là người đã thu nhận những mảnh ghép cuộc đời, thắp lên ánh sáng của hy vọng của hát. Đó là cả một quá trình, một sự nghiệp vô cùng cao quý, sự nghiệp trong đời. Hôm nay, hôm qua và mãi mãi về sau, chữ tài, chữ tâm của người thầy sẽ mãi là nguồn ánh sáng tinh cử, soi sáng nhận thức và thắp sáng tâm hồn của mỗi con người. Nối tiếp chương trình, trân trọng kính mời quý thầy cô, cụ toàn thể các anh chị cùng thưởng thức ca khúc Người Thầy, sáng tác Nguyễn Nhất Huy, con tiếng hát của Hồng Phi và Công Minh. Trân trọng kính mời quý thầy cùng nghe. Oh,
xin được chân trọng cảm ơn chúng ta thay của quý thầy cô quý chị đã dành tặng cho Santa hai bạn đã gửi tới tận tình quý thầy cô người thầy của nghệ sĩ Vinh. Kính thưa quý thầy quý vị và các người thầy cũng đã chương trình văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm gặp mặt 20 năm người ra trường.